Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phú Quý Tài Lộc trực thuộc công ty Phong Thủy Phùng Gia. Quý vị thân mến, mọi thông tin hữu ích mà chương trình cung cấp đều nhận được sự tư vấn và trợ duyên bởi thầy Master Phùng Phương, thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong Thủy Thế Giới. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi và các kiến thức phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Đàn ông sống thọ hay yểu mệnh, nhìn vào bộ phận này là biết mà không cần đi xem bói. Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, sống một cuộc đời trường thọ và hạnh phúc là mơ ước của tất cả mọi người, thế nhưng chẳng phải ai cũng may mắn được như vậy, đặc biệt là với đấng mày râu. Thông qua các đặc điểm trên cơ thể là ta có thể nhận biết được tương đối chính xác về tuổi thọ của họ. Xét trên góc độ sức khỏe và nhân tướng học, nếu như trên cơ thể của người đàn ông có các bộ phận này lớn hơn bình thường thì đó là dấu hiệu xấu cảnh báo tuổi thọ giảm sút, sức khỏe trì trệ, thân thể bất an. Việc nắm bắt được các dấu hiệu này sẽ góp phần giúp chúng ta dự đoán được về vận mệnh tương lai của chính bản thân mình hoặc người thân, tìm cách hóa giải sao cho phù hợp. Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu về các bộ phận càng to càng tổn thọ ngay bây giờ nhé! Đàn ông sống thọ hay yểu mệnh, nhìn vào bộ phận này là biết mà không cần đi xem bói. Đầu tiên là người đàn ông có mắt cá chân to. Điều đầu tiên mà bạn cần lưu ý đó là những người đàn ông có cá chân và bắp chân bị sưng trên lâm sàng thường liên quan đến phù. Mắt cá chân hay chân bị sưng phù có thể là do chức năng thận suy yếu dẫn đến giữ nước và muối trong cơ thể. Mặt khác, nếu mắt cá chân thường sưng phù vào buổi chiều tối, điều này còn có thể liên quan đến bệnh tim, đặc biệt là suy tim. Do khả năng cung cấp máu của tim bị giảm, sự lưu thông của nước cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến chi dưới dễ xuất hiện phù nề. Thứ hai là người đàn ông có vòng bụng to. Bạn cũng biết đấy, vòng bụng to không chỉ khiến chủ nhân trở nên thô kệch và nặng nề hơn. Xét về mặt khoa học thì sự gia tăng chu vi vòng eo còn là rào cản lớn đối với sức khỏe của nam giới. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn liên quan mật thiết đến việc nam giới có thực sự khỏe mạnh hay không. Béo bụng không chỉ là sự tích tụ mỡ ở dưới lớp da quanh vùng bụng mà còn ở cả các cơ quan nội tạng như gan, ruột, dạ dày, thận. Mỡ thừa ở quanh vùng nội tạng có thể được chuyển hóa thành cholesterol, làm tăng nguy cơ gây ra các bệnh về tim mạch. Những người bị béo bụng có nguy cơ cao mắc các bệnh ung thư, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư thận, ung thư ruột và các khối u ác tính khác. Vòng bụng to cũng là một trong những dấu hiệu rõ ràng của việc thừa cân béo phì, lượng cholesterol trong máu cao. Những nam giới có kích cỡ vòng eo lớn nhất giảm khoảng 3 năm tuổi thọ so với những người có vòng eo nhỏ. Dấu hiệu thứ 3, người đàn ông có vòng cổ to. Nghiên cứu của Đại học California, Los Angeles được trình bày trong hội nghị thường niên về dịch tễ học và phòng chống bệnh tim mạch của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2009 cho biết những chất béo ở cổ có liên quan chặt chẽ với các yếu tố đã biết về bệnh tim, chẳng hạn như mức cholesterol và bệnh tiểu đường. Những căn bệnh này ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ và sức khỏe, có thể đe dọa đến sự sống của nam giới. Ngoài ra, những người có cổ dày cũng là dấu hiệu cho thấy hạch bạch huyết hoặc tuyến giáp có sự bất thường. Điều này cũng sẽ làm hỏng sự cân bằng nội tiết trong cơ thể, không có lợi cho sức khỏe thể chất.
thực tế cho thấy hội chứng ngừng thở do tắc nghẽn khi ngủ thường gặp ở những người béo phì, có vòng bụng và vòng cổ lớn. Bởi vì khi bạn nằm xuống và nghỉ ngơi, người cổ to sẽ bị gập ngắn lại, cổ họng có thể bị hẹp hơn, do đó không có đủ oxy để đi vào phổi. Hội chứng ngưng thở khi ngủ có thể xảy ra rất nguy hiểm. Bên cạnh những bộ phận càng lớn càng gây tổn thọ trên cơ thể người đàn ông, còn có một số bộ phận khác được cho là kho chứa của, càng to càng giàu mà đấng mày râu nào may mắn sở hữu thì nên ăn mừng. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là người đàn ông có tai to mặt lớn. Theo quan điểm của nhân tướng học thì tai to và dài được coi là tướng mạo của người nhà Phật. Người sở hữu tướng tai này thường là người sống rất thọ, phú quý trọn đời. Ngoài ra, trong tai có mọc lông tơ cũng là tướng trường thọ. Tuy nhiên, trong cuộc đời, những người này sẽ có một lần mắc bệnh nặng và nếu vượt qua được, họ sẽ sống rất thọ. Lông mày còn được gọi là cung bảo thọ. Nếu lông mày cao và dài quá mắt, chắc chắn những người này sẽ sống rất thọ. Bên cạnh đó, đặc điểm của người trường thọ còn đi kèm với những đặc điểm khác như nhân trung sâu và dài, răng chắc và mọc đều. Với những người đàn ông này, cả cuộc đời sẽ vô cùng may mắn, hạnh phúc. Những người này trên 30 tuổi sẽ thành công trong sự nghiệp, dễ thành quan lớn. Cuộc sống vô cùng dư giả, hạnh phúc viên mãn trọn đời. Thứ hai là người đàn ông có bàn tay to. Một người đàn ông sở hữu đôi bàn tay to thường có phúc đức rất lớn. Trong cuộc sống luôn nhận được sự che chở từ quý nhân nên cuộc sống lúc nào cũng gặp nhiều may mắn viên mãn. Trong cuộc sống dù gặp khó khăn hay sóng gió gì, nam mệnh cũng biết cách vượt qua, lấy đó làm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa. Bản mệnh của những người đàn ông này là luôn biết cách kiếm tiền, làm giàu cho bản thân. Nên sau tuổi 30, họ sẽ trở thành quan lớn hoặc sẽ có trong tay một khối tài sản đáng mơ ước do mình làm chủ. Những người đàn ông có tướng này là người dũng cảm, có bản lĩnh, một chỗ dựa vững chắc cho người thân trong gia đình. Nếu ai lấy được người đàn ông này thì vô cùng may mắn, cuộc sống luôn sung túc, hạnh phúc. Thứ ba, người đàn ông có vầng trán cao, rộng. Xem tướng đàn ông thành đạt cho thấy trán cao, rộng là dấu hiệu của những người đàn ông có trí tuệ sâu sắc, kiến thức rộng rãi. Họ dễ thành công trong nhiều lĩnh vực. Thực tế cũng cho thấy rằng những người đàn ông có nét tướng này đều trở thành những doanh nhân, nhà chính trị gia thành đạt, được nhiều người biết đến. Người sở hữu vầng trán cao, rộng luôn biết suy nghĩ chín chắn, tính trước chu toàn, lo trước cái lo của thiên hạ. Không chỉ vậy, họ còn có thể kiềm chế bản thân, hành sự thận trọng, tiền đồ vô cùng rộng mở. Sau tuổi 30, họ dễ dàng thành công hơn người. Quý vị thân mến, trong phần đầu của chương trình, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những dấu hiệu nhận biết tuổi thọ thông qua tướng mạo bên ngoài của người đàn ông. Chắc hẳn lúc này đang có rất nhiều người thắc mắc rằng, vậy thì đâu là các dấu hiệu để luận đoán về tuổi thọ của một người phụ nữ đúng không nào? Theo các chuyên gia nhân tướng học cho biết, một cô nàng sống thọ sẽ sở hữu những bộ phận này lớn hơn so với kích thước bình thường. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, tai to là người phụ nữ sống lâu.
tai to, chứng tỏ thận khỏe, khí thận tốt sẽ giúp sống lâu hơn. Trung y nói, thận mở ra tai, nhân tai gắn bó chặt chẽ với thận. Nếu tai của người phụ nữ rất đầy đặn thì xin chúc mừng, điều đó có nghĩa là thận khí của cơ thể đã đủ và chức năng của thận rất tốt. Khí huyết trong cơ thể đầy đủ mới có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho từng cơ quan trong cơ thể, tự nhiên sẽ khỏe mạnh và sống lâu hơn. Ngoài tai lớn, những phụ nữ có hàm răng chắc khỏe, khí huyết hồng hào cũng được coi là có tuổi thọ cao. Thứ hai là mũi to giúp phòng ngừa bệnh tật. Một chiếc mũi lớn sẽ lọc vi khuẩn và virus trong không khí hiệu quả hơn, giúp phụ nữ ngừa được các bệnh khác nhau. Y học Trung Quốc đánh giá những người sống thọ thường có cánh mũi to. Điều này được lý giải như sau. Những người mũi to sẽ hít thở hiệu quả, tăng hàm lượng oxy trong máu để chúng ta có thể trì hoãn sự lão hóa của cơ thể. Thứ ba, phụ nữ mông to là phúc đức. Phụ nữ khỏe mạnh hay không có thể nhìn vào phần mông. Người xưa có câu nói, phụ nữ mông to là phúc đức. Trên thực tế, nếu mông của phụ nữ càng to thì đồng nghĩa với việc tim mạch và máu não sẽ phát triển hơn, từ đó thải độc tố và rác thải trong cơ thể ra ngoài kịp thời. Cơ thể tự nhiên sẽ khỏe mạnh hơn, đồng thời sống thọ hơn. Ngoài ra, theo các nhà khoa học ở Viện Y tế Dự phòng Đan Mạch đã phát hiện thấy rằng phụ nữ có mông càng đầy đặn nở nang thì càng có sức khỏe tốt, bởi mỡ ở mông có chứa chất chống viêm tự nhiên rất quý giá, adiponectin, có tác dụng bảo vệ các mạch máu khỏi bị thương tổn. Thứ tư, đùi to là người khỏe mạnh. Các nhà khoa học của Bệnh viện Đại học Đan Mạch nhận thấy chu vi bắp đùi và nguy cơ tử vong có quan hệ tỷ lệ nghịch, tức là bắp đùi càng lớn thì khả năng chết sớm và mắc bệnh tim càng giảm. Một trong những nhà khoa học nói rằng những người có thân hình như người mẫu có nguy cơ mắc bệnh và tử vong sớm cao hơn so với người có thân hình bình thường. Chúng tôi cho rằng nếu đùi to, tức là nó có nhiều bó cơ, chúng sẽ kiểm soát quá trình sản xuất insulin dễ dàng hơn, đồng thời tỏ ra hiệu quả trong việc chống lại tình trạng viêm nhiễm. Quý vị thân mến, mặc dù việc quan sát hình tướng bên ngoài có thể giúp chúng ta phần nào đoán định được về tương lai của mình, thế nhưng điều quan trọng hơn cả là mỗi người cần chủ động rèn luyện thói quen sống tích cực cùng chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh, nâng cao tuổi thọ cho chính bản thân mình. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, thì hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở bên dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ, giải đáp và tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.